Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back though every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrow. Trên màn hình các bạn đang thấy đó là một cái bàn nhà bếp. Thì cái bàn nhà bếp này nó sẽ phục vụ cho nhà hàng hoặc là hộ gia đình. Thì cái bàn này tôi mới hoàn thành thì tôi quay lên đây cho các bạn tham khảo. Thì đối với một người thợ thì làm một cái bàn này là rất là đơn giản. Chỉ cần xem qua bán vẽ là làm được. Còn đối với người mà mới vào nghề hoặc là bắt đầu học nghề thì nhìn cái bàn này thì thấy là hơi khó khăn. Thứ nhất là về cái cách lấy tấm, lấy để chấn cắt góc và chấn tấm. Thứ hai đó là mình khi mà mấy cái tầng này mình sẽ chia, mình lấy dấu mình chia thì mình mới đầu bỏ ngỏ thì mình có thể là khó khăn, nhưng mà khi mà đó là thợ làm quen rồi thì nó rất là nhanh. Thì cái kệ này là cái kệ phục vụ cho nhà bếp, thì nó gồm là một cái ngăn để dĩa và chén bát, và hai nữa là cái này là để ba cái tổ cái giá. Thì cái kệ này trên màn hình các bạn đang thấy là nó cao 1 mét và nó ngang có 45 cm. Và nó dài là 1m4. Thì tôi quay lên đây cho các bạn tham khảo. Cái này là tôi mới chấm tẩy, tôi chưa có đánh bóng, mới có chấm tẩy. Và cái bàn sau khi mình xử lý đánh bóng xong xuôi thì nó được như thế này. Thì cái bàn này các bạn làm thì rất là đơn giản. Với cái bàn nhà bếp này thì nó cao 1 mét thì các bạn cứ cắt cây 1 mét, và nó ngang, nó dài 1m4 thì các bạn trừ đi cái cây, 4 cái cây đứng, trừ đi 2 cái cây đứng là các bạn cắt ra. Ví dụ như cái cây này là 30 thì các bạn trừ đi là 6 phân thì các bạn sẽ cắt cái cây ngang của nó và nó thành 1m34 là các bạn sẽ cắt được cây ngang của nó. Và tương tự thì cái cây dài của nó thì tương tự cái cây ngang thì các bạn, cái bàn này 45 thì các bạn trừ đi 6 phần 39 thì các bạn sẽ cắt được cái cây này. Cắt được cái cây này. Và cái cây chiều dài của cái bàn thì các bạn sẽ cắt được 1m36. Và chiều đứng nó là 1m này, chiều đứng của cây này là 1m. Thì nó rất là đơn giản thôi. Các bạn làm, các bạn thợ thì các bạn làm rất dễ dàng, còn các bạn chưa biết thì các bạn đôi khi còn bỡ ngỡ chút.